Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Và sau đây là camera vô tình quay lại được cảnh ma quỷ hiện hình về. Đoạn video này được máy camera an ninh quay lại vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 2009 tại một công ty hóa chất ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và được chia sẻ bởi một tài khoản Giang Sùa với dòng mô tả như sau. Đây là công ty hóa chất nơi mà chú tôi đã làm việc được hơn 5 năm nay. Và ngày hôm nay đã có chuyện gì rất khác thường xảy ra. Tôi đang xem lại đoạn video này sau hơn 2 tuần nó được quay lại. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lục lại đoạn phim này để xem. Tất cả là vì cái chết của chú tôi. Trước khi chết, ông ta cứ lẩm bẩm về việc ai đó đã bám theo ông ta đòi trả thù. Và theo như đoạn video, đây là lần cuối cùng ông ta làm việc tại công ty này. Nhưng hãy nhìn thật kỹ lúc đầu, bạn sẽ thấy được một bóng đen lướt qua trước cổng. Và điều này khiến con chó sủa rất to. Thấy vậy nên chú tôi đã ra xem, nhưng hoàn toàn không có gì. Kể từ sau hôm đó, ông ta bỗng nhiên phát bệnh và ra đi vào đêm hôm sau. Khi xem lại đoạn video này nhiều lần, tôi ít nhiều đã biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của chú tôi. Có lẽ nó đã đúng với những gì mà ông ta đã nói trước lúc qua đời. Nó đã quay lại báo thù. Và lúc đó tôi bỗng nhiên lạnh sởn người. Điều này đã nói lên tất cả. Hồn ma của kẻ đó vẫn bám theo và đứng bên cạnh ông ta khi đang hấp hối. Đây là đoạn video được chia sẻ trên trang Twitter của một tài khoản có tên Mojandy với dòng mô tả như sau. Đây là khoảng thời gian tôi đi du lịch về miền quê Mayaka. Tôi tin rằng không khí trong lành ở đây sẽ khiến cho bệnh tình của tôi được giảm bớt. Thực sự tôi đã bị chết nặng trong một thời gian dài vì công việc và tôi không muốn bỏ cả phần đời của tôi như thế. Trong chuyến du lịch này, tôi đã được chứng kiến một điều mà trước đây tôi không hề tin là nó có thật. Đây là con đường dẫn vào ngôi làng Makaji. Theo như những gì mà tôi biết, thì tại đây khoảng 3 tháng trước, đã từng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là anh Munkha, người sống trong ngôi làng này. Do lái xe trong lúc say rượu, anh ta đã trượt tay lái, ngã trước đầu xe hơi. Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Điều này chứng tỏ rằng, những thứ mà tôi đã vô tình quay lại trong chuyến du lịch này không phải là ngẫu nhiên. Mà đó thực sự là hồn ma của chàng trai xấu số Munkha này. Đoạn video này được máy camera an ninh tại ngôi nhà của gia đình Mike Caban quay lại vào lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 13 tháng 7 năm 2012
tại thời điểm trước đó khoảng 1 tháng, nghĩa là vào một ngày của tháng 6 năm 2012, tại ngôi nhà này từng xảy ra một đám tang. Nạn nhân là đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng nhà Michael. Theo như người vợ chia sẻ thì người con trai của họ năm nay đã được hơn 17 tuổi và có vẻ họ rất nuông chiều đứa con này vì hầu hết những vật dụng tư nhân của một đứa học sinh cậu ta đều có hết, thậm chí toàn đồ đắt tiền. Vào một ngày của tháng 6, đứa con này gọi điện về cho gia đình và người vợ đã bắt máy. Cậu ta nói rằng sẽ ở lại nhà bạn qua đêm vì lúc đó trời đã tối khuya. Được biết thì bạn của cậu ta thuê phòng ở một chung cư khá xa nơi đây và rồi cứ thế cho qua. Đến 8 giờ sáng hôm sau thì hai vợ chồng họ nhận được tin đứa con trai của họ đã chết trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu chung cư đó vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày. Và con chó trong đoạn video này là thú cưng mà cậu ta đã nuôi khi còn nhỏ. Theo như đoạn video này, một bóng đen lướt vào nhà và hình ảnh con chó vẫn cứ ngồi đó và ngóng ra cửa như thấy thứ gì đó. Nó đã có những hành động rất kỳ lạ nhưng không hề sủa tiếng nào. Điều này cho ta thấy bóng đen đó không ai khác, chỉ có thể là hồn ma của đứa con trai đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Đi Kỳ bạn nhé.